Em Chiến mến chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Các bác đang xem video này thì đây là cặp Boss 363. Cặp loa chuyên nghi nhạc của hãng Boss được thiết kế cũng như là có chân, có đế đầy đủ hết cho các bác. Hai cặp về trước cách đây 2 hôm thì em đã bán rồi. Thì cặp đây là cặp thứ 3, cặp này thì còn full phụ kiện luôn các bác. Còn cả catalog và những chân chén đầy đủ hết cho các bác nha. Em chưa thấy cặp loa Boss 363 nào mà về còn chân chén để các bác chơi luôn nha. Đây. Và dưới chân nó vẫn còn cái chân đinh luôn nha các bác. Đấy, còn nguyên cả chân đinh luôn. Rất là hiếm nha các bác, nên các bác nào sưu tầm thì nhanh tay cho em. Những cặp Boss 363 thường về là cái chân nó sẽ không có cái chân đinh đâu nha các bác. Đấy. Nhưng cặp này là đầy đủ, kiểu như là còn cả catalog này và những cái chén luôn nha. Cái chén để đựng chân đinh này còn nguyên này luôn. Và giá cặp loa Boss 363 hàng sưu tầm để các bác sưu tầm chơi vẫn giá cũ, vẫn là 20 triệu nha. Hai cặp trước cũng giá 20 triệu, cũng đã lên đường trong ngày luôn nha các bác. Cách đây 2 ngày em đã que giới thiệu cho các bác rồi. Rất là đẹp nha các bác, đẹp kim cương luôn nha. Những cặp này thì các bác yêu thích hãng loa Boss và để dùng để nghi nhạc thì những cặp này là tuyệt vời, trưng bày đẹp. Các bác có thể phối ghép vào những dòng âm ly như là The Nong, Sansui, Pioneer, Lukman, Aquafy, v.v. Hay là cái đế chân của nó thiếu mỗi thùng xốp thôi nha các bác. Này, các bác thấy phía trên này nha. Tại nó có chân đinh nên em thao tác sẽ khó xoay, nên em sẽ xoay ngang xoay dọc để que bên hông, bên sau để các bác cùng coi nha. Đây là cạnh bên phải của cặp loa. Dòng loa Boss 363 này được thiết kế vân là vân giả đá rất là đẹp nha các bác. Nó là nghi hai bài đẹp nha. Bóng gương luôn nha các bác, nó rất là bóng, có thể mình có thể soi ánh trên tay này, trên phía trong có thấy là đấy, nó bóng. Rất là đẹp. Và đây là cạnh trái. Các bác thấy rất là đẹp nha các bác, cực kỳ đẹp luôn. Nó sở hữu một bát, một chung, một chép nha các bác. Đây là phía sau cũng như là trạm loa phân tầng. Dòng này các bác có thể chơi bi quay được nha. Bi quay nghĩa là bát chép riêng biệt, nhưng mà nếu đấu dây riêng của nó là dây, các bác chỉ cần kém trạm loa đây thôi nha. Hay là dương, hay là âm, có ký hiệu nha các bác. Đấy. Còn đây là nối tiếp giữa cái phần loa chép trên và với phần cấu hình dài trầm phía dưới. Không sợi dây. Sợi dây là dây nguyên bản của theo loa Boss luôn nha các bác. Đấy. Còn nguyên hết tất cả luôn nha. Catalo thì đầy đủ hết. 363. Giá 20 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Nếu đấu với loa vào, chúng ta đấu vào được inbox đây. Đây là dương, đây là âm, các bác để ý nha. Câu cộng là dương, trừ là âm. Ở đây cũng vậy nha. Rất là mới. Bác nào sưu tầm cặp loa Boss 363 này thì liên hệ cho em nha. Những cặp này nghi hay, bài đẹp, trưng bày trong những phòng khách sang trọng. Các bác có thể chơi vào những phòng khoảng 35m² đô lại. Đối với cặp này thì tuyệt vời. Đây, khi em mở kênh ra thì các bác sẽ thấy được loa chung và loa chép. Dòng Boss 363 thì loa bass nó nằm phía trong nha các bác. Bass sub nó nằm phía trong. Khi đánh thì tiếng bass nó sẽ ra phía này. Nó đối diện người nghe, nên là các bác nghe giải trầm của những dòng loa Boss này rất là tuyệt vời. Các bác thấy không? Cái mút thoát hơi này còn nguyên luôn nha, còn nguyên cái mút ra luôn này. Đấy. Các bác thấy loa mic này còn nguyên cái đây luôn. Ốc ác là chưa đụng chạm luôn. Nghĩa là chưa đụng tu vít vào luôn nha các bác. Cực kỳ là hoàn hảo luôn. Chiếu mũi thùng xốp thôi. À, loa chép đo. Đấy, có thấy không? Còn mới chát luôn này. Đấy. Có thể soi gương được luôn này. Cái lớp dầu còn nằm nguyên trên loa chép này. Bóng nhồng luôn nha. Rất là đẹp luôn. Logo limited. Bác nào sưu tập cặp loa Boss này thì liên hệ cho em nha. Giá là 20 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300 ngàn đối với cặp loa này. Và em vẫn bao ship cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video. Đây là những sản phẩm em tuyển chọn để phục vụ các bác ở mọi miền Tổ quốc. Yêu thích những sản phẩm hàng đẹp, tuyển lựa kỹ lưỡng.